Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ban ngành, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền phải thực sự vào cuộc, hết sức trách nhiệm, thực hiện các công việc được giao liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, tập trung cao độ cho các dự án có kế hoạch hoàn thành cuối năm 2025, bảo đảm mục tiêu cả nước có 3.000 km đường cao tốc. Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học cải tiến kỹ thuật, huy động tối đa máy móc, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý, liên tục 3K, 4 kiếp, xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, đồng thời nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành sạch, đẹp, chủ động phối hợp với địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan. Chính phủ yêu cầu tổng kết phong trào thi đua vào cuối tháng 12 năm 2025, Bộ Nội vụ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 1 vào tháng 12 năm 2024, đợt 2 vào tháng 6 năm 2025 và tổng kết phong trào thi đua vào cuối tháng 12 năm 2025. Tại Đắk Lắk, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất. Đến nay, dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 qua tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 84,8 km đã giải phóng mặt bằng, bàn giao được 100%. Tổng giá trị khối lượng xây dựng đạt khoảng 17%. Công tác bố trí bãi thải, cung cấp mỏ vật liệu được đảm bảo theo tiến độ. Dự án thành phần 3 do tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản là một trong hai dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào kế hoạch rút ngắn tiến độ hoàn thành từ năm 2026 sang năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.